cổ động viên Indonesia đi bão, fan sau chung kết SEA Games với chung kết World Cup. Nhiều cổ động viên Indonesia tỏ ra phấn khích khi U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan để giành huy chương vàng môn bóng nam tại SEA Games sau 32 năm đợi chờ. Tối ngày 16 tháng 5, nhiều cổ động viên Indonesia đã tổ chức tụ tập tại trung tâm thủ đô Jakarta để tổ chức lễ ăn mừng U22 Indonesia giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games. Những cổ động viên đến từ nhiều khu vực khác nhau đều tập trung tại trung tâm thành phố. Hầu hết trong số họ đều chuẩn bị những lá cờ đỏ trắng truyền thống của Indonesia. Người hâm mộ cùng nhau hát vang khúc ca ăn mừng chiến thắng. Những đoàn xe máy liên tiếp nối đuôi nhau chạy qua các tuyến đường lớn. Bên cạnh đó, những cổ động viên cuồng nhiệt reo hò, vẫy cờ và thậm chí cả đốt pháo sáng. Trong niềm vui hân hoan và hứng khởi, Tổng thống Joko Widodo của Indonesia chia sẻ trên trang mạng xã hội, mặc dù đội tuyển của chúng ta đã có một trận đấu khó khăn, thậm chí phải thi đấu vào những phút bù giờ và chơi thiếu người. Thế nhưng, các cầu thủ đã giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá tại SEA Games 2023, kết thúc 32 năm chờ đợi. Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên cũng không giấu được niềm vui sướng khi U22 Indonesia chính thức lên ngôi vương tại SEA Games. Trên trang diễn đàn bóng đá ASEAN Football, hàng nghìn người bình luận trong mỗi bài đăng về trận chung kết. Tài khoản William F. Hood bình luận, khoảnh khắc quá đau tim cho những ai đã bỏ lỡ trận đấu này. Có lẽ họ đã bỏ lỡ trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử SEA Games, thậm chí còn kịch tính hơn cả trận chung kết World Cup. Chúc mừng đất nước của tôi. Sự tôn trọng dành cho các cầu thủ Thái Lan nhưng không dành cho các thành viên của họ đã đấm huấn luyện viên của chúng tôi. Cũng tại bài đăng, Jung Fami Ramadan bày tỏ sự thích thú, đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Nó bao gồm đầy đủ mọi yếu tố như hành động, phiêu lưu, giật gân. Nhưng dù sao cũng chúc mừng Indonesia trở thành chủ nhân tấm huy chương vàng SEA Games 2023. Sau 32 năm, với 4 lần vào chung kết nhưng toàn về nhì, đội tuyển trẻ đến từ xứ vạn đảo đã được đền đáp bằng chiếc huy chương vàng xứng đáng. Trong khi đó, Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp gục ngã ở trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games,